bộ phim Cậu bé siêu người máy Astro. Trạm tuần tra vệ tinh Patrol. Đây là đội trưởng Tennyson. Tôi xác định một con tàu. Hình như nó đang bị nạn ở vị trí P-75. Báo cáo cho các tàu về vị trí đó. Dường như có tàu của cướp vũ trụ ở đó. Đây là Tennyson. Cướp không gian đang hướng thẳng tới trạm không gian vị trí số 5.4. Rõ. Tất cả các tàu ngừng bắn. Tránh vô tình bắn vào trạm không gian phía trước. Chúng không thể chạy trốn mãi mãi được đâu. Tập phim Trạm không gian A45. Tàu con thoi từ trái đất chuẩn bị hạ cánh tại trạm không gian A45. Đây là nơi mà các tên lửa lên mặt trăng và các vùng lân cận đến nạp nguyên liệu. Tên lửa từ các nơi trên thế giới. Trạm không gian là nơi các khách du lịch không gian gặp gỡ nhau. Nó là một trong những trạm không gian bận rộn nhất trên hệ mặt trời. Bên trong trạm không gian trông giống như một đường phố bận rộn trên thế giới. Và nó cũng có mọi thứ như ở một thành phố. Có khách sạn cho khách đi du lịch, có rạp chiếu phim và phòng ăn lớn. Mọi thức ăn được đáp ứng, ngay cả những thứ bạn thường không có ở ngoài không gian. Các phi hành đoàn thậm chí có thể tự nấu ăn khi họ lên đây. Đây là đường chính của trạm không gian. Mình đến đây để giúp tìm kiếm nhóm cướp vũ trụ mà đội tuần tra không thể bắt được chúng. Ồ, mình quên mất ở đây cũng có hàng ngàn các cửa hàng khác nhau. Cảm ơn, xin hãy ghé lại. Hãy vào mua một vài đồ lưu niệm nào. Chúng tôi có tất cả các thứ bạn cần, xin mời tới mua hàng thôi. Nhìn này, một cái chặn giấy từ sao Diêm Vương hoặc một tấm bưu thiếp để ghi nhớ chuyến đi của bạn đến sao Hỏa. Chúng tôi có đủ các tạp chí, 5 đô một quyển hoặc tượng của quái vật đến từ sao Kim. Chào bé con, chúng tôi giúp được gì cho cậu? Tôi biết cậu cần một bộ đồ không gian. Thử cái này đi, mẫu mới đó, không đường nối, không dây kéo, được y luôn. Giá chỉ có 239,5 đô. Nhưng cháu đâu cần bộ đồ này, cháu chỉ muốn hỏi một số thông tin. Ồ, tuyệt vời, bởi vì chúng tôi ở đây là để phục vụ cậu. Bất cứ thứ gì cậu cần, đặt phòng khách sạn, đặt chỗ cho chuyến bay lên mặt trăng, bất kỳ thứ gì, chỉ tốn chút phí khoảng 1,5 đô. Cháu không hiểu, cháu muốn thông tin về bọn cướp vũ trụ. Cướp không gian, sao cậu không nói sớm? Chúng tôi không biết gì về cướp vũ trụ, sao cậu không đi chỗ khác xem?
Đồ ngốc, đừng nói với cậu ta. Chúng tôi không muốn liên quan đến người như cậu ta. Nhưng chúng ta là những công dân tuân thủ pháp luật. Chúng ta không nên che giấu. Một công dân tuân thủ pháp luật là tránh xa và không dính vào pháp luật, hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Tôi tưởng anh chịu trách nhiệm vào bọn cướp vũ trụ chứ. Hãy nghĩ tới chuyện xảy ra ở đây xem. Ông đã từng ở đây rồi phải không? Ông đã mở cửa cho mấy tên tội phạm đó vào và để chúng thích làm gì thì làm. Ông đã làm việc ở đây 30 năm rồi. Lẽ ra ông không nên để điều này xảy ra 10 hay thậm chí là 10 năm trước đây. Nhưng tôi thấy nơi này không còn an toàn nữa. Nó làm cho du khách hoảng sợ và ảnh hưởng đến việc kinh doanh khách sạn của tôi. Tôi không để cho việc này xảy ra nữa. Tôi nghĩ đã đến lúc ông nên nghỉ hưu rồi. Tôi là trạm trưởng và tôi sẽ vẫn là trạm trưởng. Tôi vẫn có nhiều việc phải làm và tôi không từ bỏ. Chà, tôi chắc là ông biết mình đang làm gì. Hy vọng là ông không tự lừa dối chính mình. Dù sao thì có thêm tai nạn nữa thì cũng vậy thôi. Đúng là một ông già ngoan cố hay cầu có. Nhưng hãy kiên nhẫn. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ông ta sẽ phải bỏ cuộc và ta sẽ là trạm trưởng mới. Đây là cố gắng thứ 11 và cũng là lần thứ 11 thất bại. Nếu mình không bắt bọn chúng sớm thì mình sẽ đánh mất sự tin tưởng của cha mình và mình không có gì hết. Ông là Matthew Tennyson phải không? Đúng vậy, cậu là ai? Tôi là Astro, tôi là một người máy. Tôi có thể giúp gì cho một người máy đây? Giáo sư Eleven cử cháu tới đây để giúp ông bắt bọn cướp vũ trụ. Cháu biết mọi người đang gặp rắc rối. Cảm ơn, tôi không cần. Đây không phải là việc cho một người máy nhỏ bé như cậu. Về trái đất đi. Trả lời đi. Cái gì? Lại cướp hả? Vị trí là W.4.7. Đi mau đi. Có ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Bọn cướp vũ trụ lại tới nữa. Hả? Đi thôi. Lại trễ lần thứ hai. Này, cậu ra khỏi đây đi. Nơi này sắp sụp đổ rồi đó. Được rồi, tôi biết là nguy hiểm. Để tôi kiểm tra xung quanh. Hả? Người máy này đã bị phá hủy. Chắc bọn cướp đã làm việc này. Đại quý, người máy này có thể cung cấp manh mối chúng ta cần. Chẳng làm được gì đâu. Anh sai rồi. Chúng ta có thể xem bộ nhớ của người máy này. Bất cứ thứ gì mà còn trong bộ nhớ thì đều sẽ có ích. Có ai ở nhà không? Ba ơi, ba có ở đây không? Ông ấy đi đâu rồi? Cái gì? Ba đang mang cái gì vậy? Trông giống như một người đàn ông. Hay là một xác chết? Ba ném cái xác vào không gian. Matthew, con về rồi. Ba, con nghe đồn rằng thật ra ba sẽ không nghỉ hưu phải không?
Con biết họ đang gây áp lực cho ba bởi vì những tên cướp. Ba đừng lo, chúng con sẽ bắt hết thôi. Đừng lo những việc như vậy. Nhìn nè, đây là con 20 năm trước. Con đã lớn lên trên vệ tinh A45. Con và công việc của ta có ý nghĩa hơn cả cuộc sống của ta. Chính ta đã xây dựng một phần nơi này, vì vậy không ai lấy được của ta đâu. Đây là ngôi nhà duy nhất của ta. Ta sẽ nghỉ ngơi tại chính nơi này. Tin đồn chẳng làm được gì ta đâu. Đừng lo lắng nữa. Chỉ cần tỉnh táo bay lượn thôi. Sao con không đi nghỉ ngơi một chút đi nào? Để mọi chuyện lại cho ta. Chúc ba ngủ ngon. Hãy đến mua những hàng lưu niệm trong không gian. Chúng tôi có nhiều mặt hàng là hàng tốt nhất. Tôi có một mảnh vỡ của tên lửa vừa mới bị va chạm. Các bạn không muốn đôi cánh thiên thần của mình bị rách chứ? Đây chính là thứ bạn muốn. Bánh này ngon lắm. Không thể cưỡng lại sau khi ăn nó. Thậm chí không thể ngừng ăn sau khi cắn tới miếng thứ hai. Hộp bánh sau kim trống rỗng hôm nay rất rẻ. Này, hôm qua chúng tôi đã gặp cậu. Hôm nay tôi có thể giúp gì cho cậu? Đây là nơi bận rộn. Tôi đã gặp rất nhiều người ở đây. Tất nhiên rồi, người ta đến để mua và bán. Trong trường hợp này, anh có thể xem cái này không? Không, chúng tôi không mua nó. Nó là một mảnh vỡ không có giá trị. Tôi không định bán nó, tôi chỉ muốn biết vài thông tin. Người máy này bị bọn cướp vũ trụ tấn công. Bây giờ dù cơ thể đã bị phá hủy, nhưng bộ não vẫn có thể chưa ngừng hoạt động. Nó có thể còn ghi lại hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy. Để xem nó nhìn thấy gì nào. Chà, hai người thấy sao? Hai người đã nhìn thấy anh ta chưa? Đúng rồi, gã này đã đến bán cho chúng tôi rất nhiều thứ nữ trang trong khoảng 2 ngày trước. Này, im đi. Chúng tôi chưa từng nhìn thấy người đàn ông này. Hiểu không? Đừng dính vào việc này. Anh đã nhìn thấy ông ta sao? Ông ta đến bán nữ trang à? Anh phải nói cho tôi biết sự thật. Cậu biết rồi đấy. Chúng tôi không muốn rắc rối. Thật sự mà nói, người kinh doanh như chúng tôi không muốn liên quan. Người này không có làm gì với chúng tôi hết. Nhưng tôi muốn nói. Cậu thật sự muốn nói hả? Vậy thì hãy vào đây và nói tất cả những gì cậu muốn. Nhưng mà... Bây giờ không ai có thể nghe thấy cái miệng bép xép của cậu nữa. Hả? Một người đàn ông bán trang sức. Ông ta đang ở khách sạn. Mình biết rồi. Được rồi, anh có thể đưa anh ta ra ngoài. Tôi đã nghe tất cả. Cái gì? Cậu nghe anh ta sao? Đúng vậy, tôi có thể nghe anh ta hét trong cái hộp đó. Tai tôi có thể phóng đài hàng ngàn lần mà. Không thể được. Xin hãy nói là cậu không nghe thấy gì hết. Tàu chở hàng Onsenen một lần nữa bị bọn cướp vũ trụ bắt và cướp. Trang sức và những vật có giá trị lẽ ra được chuyển đến trái đất thì đã bị bọn chúng lấy sạch. Điều này dường như kéo dài trong 2 tháng qua và có người đổ lỗi cho Eric Tennyson, trưởng trạm lâu đời của A-45. Sau tất cả những thất bại, tổn thất của tàu chúng tôi, hình ảnh của chúng tôi, ông vẫn không từ chức. Tôi muốn nói điều này thay mặt cho các trạm không gian và vì lợi ích của ông. Hãy suy nghĩ kỹ về việc này một lần nữa. Ông ta đang trên bờ vực rồi đó. Chúng ta chỉ cần ép ông ta thêm một chút nữa và ông ta sẽ tiêu tùng thôi. Ông chủ, tôi có vài điều thú vị muốn cho ông xem. Đồ ngốc, ở đây đừng gọi ta là ông chủ. Xin lỗi ông chủ. Vậy cậu muốn cho tôi xem cái gì? Tôi không có thời gian đâu, anh nghe rồi đó. Hả? Cái gì? Một con ma nữa hả? Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy? Tôi đã thấy nó trôi nổi trong không gian. Nó chỉ là vỏ ngoài của một người máy, nhưng ta thấy nó rất tốt, khuôn mặt nhìn rất giống con người. Đó là hình ảnh hoàn hảo của đội trưởng Tennyson trong đội tuần tra. Ta có thể hình dung ra chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta đã phát hiện 5 người họ rồi. Tất cả đều khá giống nhau. Nó có ý nghĩa gì chứ? Là gì đây ta? Người máy hoàn hảo. Một người máy. Và ta biết ai đứng sau việc này rồi. Nào, hãy kiểm tra phòng của trạm trưởng. Điều tra xem ông ta làm gì tối qua.
Tôi sẽ lo việc này. Đó là công việc của tôi mà. Không ai biết ta là thành viên của bọn cướp. Là hắn ta. Này, cho tôi vào. Dạ được, hy vọng ngài ngon miệng. Lạ thật, chắc có chuyện gì trong đó rồi. Mình phải nghe thôi. Phóng đại tai mình. Cái gì thế này? Hình như có tiếng người phát ra từ phòng kính. Ông chủ, linh cảm của ông là đúng. Những người máy này thuộc quyền sở hữu của trạm trưởng. Thật ra ông ta đã lấy một trong số chúng và kéo họ đi đâu đó. Ba ơi, ba làm cái gì vậy? Ba đang làm gì? Hãy cho con xem ba đang giác thứ gì. Ơ, là một người máy, trông rất giống con. Chuyện này là sao? Hãy cho con biết đi ba. Matthew, ta xin lỗi đã không nói cho con sớm. Ta nghĩ ta không thể giấu được con nữa. Xin hiểu ta, con không phải là con người, con là một người máy. Cái gì? Hãy nghe ta giải thích. Ta không có con cái, vì vậy ta đã tạo ra một con trai người máy và chăm sóc như một người con trai thật sự. Con có biết câu chuyện giáo sư Boynton và Astro chứ? Sau khi ông ta tạo ra Astro, ông ta rất thất vọng bởi vì Astro không bao giờ cao thêm chút nào nữa. Ta muốn con lớn lên như một con người. Vì vậy, hàng tháng ta tạo ra cho con một cơ thể mới, một cơ thể lớn hơn trước và loại bỏ những cơ thể đã sử dụng. Ta xin lỗi đã không nói cho con. Ta không cố ý lừa dối con. Ta chỉ muốn coi con như là một người con trai thật sự. Một người máy? Không thể nào. Mọi thứ đã kết thúc. Sự nghiệp, cuộc đời của con. Con là đội trưởng của đội chiến đấu của con người. Và con là một người máy. Kết thúc rồi. Việc này trở nên hấp dẫn hơn ta. Ai vậy? Wow, đỡ nè. Nhận lấy này. Đồ chơi nhỏ bé. Cái gì? Không có máu. Ta thậm chí không chảy máu như con người. Ta chỉ là một con búp bê máy. Matthew, tôi đã phát hiện ra ai là thủ lĩnh của nhóm cướp. Tay sai của hắn đã nói cho tôi tất cả. Thủ lĩnh là tên quản lý khách sạn. Hắn muốn công việc của cha anh. Đội trưởng, mau bắt ông ta đi. Giờ không thể được Astro. Tôi phát hiện ra mình chẳng là gì hết. Tôi chỉ là một người máy và tôi không thể bắt con người. Cái gì? Nếu người của tôi phát hiện ra đội trưởng của họ là một người máy đã chỉ huy họ từ trước đến giờ. Là một người máy không phải xấu như anh nghĩ. Đại quý, anh sẽ phát hiện ra mình có sức mạnh mà mình chưa từng biết tới. Anh vẫn là một phi công, vẫn là một chỉ huy. Đi thôi nào. Khách sạn. Mời vào. Đại quý Tennyson, tôi có thể làm gì cho cậu? Tôi tới để bắt ông. Cậu đang đùa sao? Cậu bắt tôi vì tội gì? Tôi âm mưu cướp hàng hóa không gian. Wow, đó là một cáo buộc. Nhưng cậu nên cẩn thận với lời nói của mình nếu không có bằng chứng. Tôi có bằng chứng, thậm chí là một nhân chứng. Hả? Chúng ta có một thông tin thú vị và còn có bằng chứng nữa. Tưởng tượng xem, đội trưởng Tennyson là một người máy. Đừng ngạc nhiên đội trưởng, tin tức đã lan truyền khắp không gian. Cậu là một người máy, một con búp bê của cha cậu. Hãy bắt ta đi và xem ai sẽ mất nhiều hơn. Các phi công của cậu sẽ nghĩ gì? Và cha cậu chắc chắn sẽ bị sa thải vì để một người máy làm chỉ huy. Nào, đến bắt tôi đi, hãy bắt hết chúng tôi đi. Các anh, hãy dạy cho cậu ta biết chúng ta nghĩ gì về người máy giả làm con người nào. Phải, bắt người máy ra đi. Bài học đầu tiên của cậu khi là người máy thì đừng bước qua khỏi ranh giới và cố gắng bắt tốt hơn. Im lặng đi. Nào đội trưởng, anh đến đây để bắt hắn.
Một người máy cũng có quyền đấu tranh cho công lý như một con người. Tiến lên nào đội trưởng, đứng lên và chiến đấu. Đừng đánh tôi. Cậu phải trả giá vì việc này. Nè, ông ta đang chạy trốn. Cậu làm gì đi Astro? Đó là cửa an toàn gấp đôi. Ra lệnh cho đội tuần tra bắt anh ta ở phía bên kia. Tôi sẽ đuổi theo hắn bên này. Được. Ông chủ, đội tuần tra đang đuổi theo chúng ta. Nhanh lên nào. Đây nè. Chúng không thể đuổi kịp chúng ta với các thiết bị laser này. Là Astro. Này. Nhận lấy. Thủ lĩnh của bọn cướp được xác định là một quản lý của khách sạn tại trạm không gian A45. Chúng tôi không thể giải quyết vụ này mà không nhắc đến người chịu trách nhiệm về nó. Thông qua những nỗ lực của đội trưởng Tennyson, bọn cướp vũ trụ đã bị bắt giam. Hãy vỗ tay tán thưởng cậu ta nào. Matthew. Ba, mọi người đều chào đón con. Các phi công, họ không quan tâm con là một người máy. Ba rất vui. Giữ bí mật này khó quá đi, nhất là với một người già như ta. Hả? Astro đâu rồi? Tạm biệt Matthew. Tôi sẽ quay lại trái đất. Trạm không gian A45 lại bận rộn như mọi ngày. Tôi chắc là trưởng trạm và con trai của ông ấy, đội trưởng Tennyson, sẽ làm việc tích cực hơn nữa vì hòa bình thế giới. Bạn sẽ làm gì để đạt được những ước mơ của mình? Với những bạn trong lớp của mình, bài luận tốt nhất của chủ đề giấc mơ của tôi nghĩa là một chuyến đi nước ngoài trên Memorial, khí cầu lớn nhất thế giới. Nhưng người máy không có giấc mơ, vì vậy mình đã nhờ giáo sư Elephant lấy hết năng lượng của mình trong một ngày. Tôi đã rất hạnh phúc, nhưng thật đáng tiếc, một tên cướp không tặc đã lấy trộm Memorial. Hãy tìm hiểu câu chuyện này nhé, đón xem tập tiếp theo, Kinh khí cầu bị cướp.